Tổng thống Biden nhắc đến khẩu hiệu nhốt ông ta lại khi nói về ông Trump. Ông Biden cho rằng để ngăn các đề xuất quá đà từ cựu Tổng thống Donald Trump, người Mỹ phải nhốt ông ấy lại, Tổng thống sau đó nhanh chóng giải thích ông đang nói theo nghĩa bóng. Phát biểu với các nhân viên tại Văn phòng Chiến dịch tranh cử Đảng Dân Chủ ở Concord, New Hampshire, hôm 22 tháng 10, Tổng thống Biden cảnh báo nền dân chủ Mỹ có thể bị đe dọa trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 và người dân nên nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử. Ông Biden, người đã đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, cho rằng ứng viên Đảng Cộng Hòa nghĩ ông có quyền miễn trừ Tổng thống và có thể thực sự loại bỏ bất kỳ ai mà ông tin là mối đe dọa đối với mình. Nếu tôi nói điều này cách đây 5 năm, họ sẽ bảo rằng phải nhốt tôi lại, ông Biden nói thêm, chúng ta phải nhốt ông ấy lại. Ông chủ Nhà Trắng sau đó dừng lại dây lát rồi nói thêm, nhốt ông ấy về mặt chính trị. Ngăn chặn ông ấy, đó là những gì chúng ta phải làm. Chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump chỉ trích bình luận này. Ông Biden vừa thừa nhận sự thật rằng kế hoạch của ông và bà Kamala ngay từ đầu đã là đàn áp chính trị đối thủ của họ vì họ không thể đánh bại ông ấy một cách công bằng và sòng phẳng. Caroline Levitt, người phát ngôn của chiến dịch Trump, tuyên bố: Trong khi ông Trump phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự đang chờ xử lý, nhà trắng thường thận trọng không can thiệp vào các vấn đề pháp lý của ứng viên Đảng Cộng hòa. Ông Trump nhiều lần tuyên bố các cáo buộc một số trong đó xoay quanh nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, chỉ nhằm mục đích gây bất lợi cho ông về mặt chính trị. Khi ông chăm đối đầu cựu ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc đua nhà trắng năm 2016, ông liên tục kêu gọi điều tra để bỏ tù đối thủ Đảng Dân chủ trong các sự kiện vận động tranh cử và đám đông sẽ hưởng ứng bằng cách hô vang nhốt bà ta lại. Câu hô hào này được coi là một sự thay đổi lớn trong các chuẩn mực chính trị vào thời điểm đó. Sau khi ông chăm giành chiến thắng trước Clinton, Bà không đối mặt bất kỳ cáo buộc nào. Đám đông tại một số sự kiện vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris từng không ít lần hô khẩu hiệu nhốt ông ta lại, nhưng bà thường nhanh chóng dập tắt ý tưởng này. Hãy chờ đợi. Tòa án sẽ xử lý việc đó. Hãy xử lý tháng 11 trước, được không? Phó Tổng thống nói tại một sự kiện hồi đầu tháng, ngắt lời đám đông hô khẩu hiệu. Ông Trump và bà Harris đang bám sát nhau trong các cuộc thăm dò dư luận khi chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày bầu cử chiến thuật vung tiền cho ván cược chính trị của tỷ phú Elon Musk. Sẵn sàng bỏ ra 1 triệu USD tặng cử tri mỗi ngày, ông Musk cho thấy ông không tiếc tiền trong nỗ lực giúp ông chăm chiến thắng và ghi điểm chính trị cho bản thân. Tỷ phú Elon Musk đã được chào đón ở Pennsylvania như một người hùng khi thể hiện sức mạnh tài chính của người giàu nhất thế giới. Không còn là những bài phát biểu thông thường như ba ngày vận động tranh cử trước bang chiến trường này, Ông Musk tối ngày 19 tháng 10 trao tấm séc trị giá 1 triệu USD cho một người tham dự ngẫu nhiên tại sự kiện ở thành phố Harrisburg. Tỷ phú Mỹ hứa hẹn sẽ tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho những người ở các bang chiến trường ký vào kiến nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí trong hiến pháp Mỹ. Một phần trong dự án của America Park, siêu ủy ban hành động chính trị, Park, ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu của tỷ phú Musk là thu hút được chữ ký của gần 1 triệu cử tri đi bỏ phiếu ở các bang chiến trường, góp phần tăng cơ hội thắng cử của ông Trump. Chiến thuật vung tiền này được một số người ủng hộ ca ngợi vì có thể lôi kéo lượng đáng kể số người quan tâm mà không cần phải mua quảng cáo truyền hình đắt tiền ở bang chiến trường. Sáng kiến thưởng 1 triệu USD mỗi ngày này có thể được coi là dấu hiệu khác cho thấy tỷ phú Mỹ đang rất nghiêm túc và quyết tâm giúp ông Trump chiến thắng đối thủ đảng Dân Chủ Kamala Harris. Ông Musk đã quyên góp ít nhất 75 triệu USD cho America Park để chi cho các hoạt động vận động giúp cựu Tổng thống. Đồng thời, Giới quan sát cho rằng ông Musk dường như cũng đang không tiếc tiền đầu tư cho tham vọng chính trị của riêng mình. Vài tuần sau khi ông Musk công khai ủng hộ ông Trump hồi tháng 7, cựu tổng thống cho biết nếu đắc cử, ông sẽ đưa tỷ phú này vào chính quyền mới. Ông Trump hứa hẹn sẽ bổ nhiệm tỷ phú Musk làm người đứng đầu bộ hiệu suất chính phủ, DOE. Ông ấy là doanh nhân tuyệt vời và là người rất giỏi về cắt giảm chi phí, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News đầu tháng này, mô tả ông Musk sẽ là bộ trưởng cắt giảm chi phí tỷ phú Mỹ cũng đã đề cập tới vai trò tiềm năng này trong các phát biểu gần đây. Tôi dự định sẽ làm rất nhiều việc để cải thiện hiệu suất làm việc của chính phủ, tỷ phú Musk nói với đám đông khoảng 1.200 người tại sự kiện ở ngoại ô Philadelphia tối ngày 18 tháng 10. Tại sự kiện ở Pittsburgh ngày 20 tháng 10, ông Musk cho rằng đó sẽ là công việc dễ dàng nếu không vấp cản trở từ những người muốn bảo vệ lợi ích. Họ sẽ không vui vì điều đó, nhưng người dân Mỹ sẽ vui vì tiền thuế được chi tiêu hợp lý hơn nhiều, ông nói. Ông Musk ban đầu gây chú ý từ những bình luận về cắt giảm quy định mà theo ông đã bóc nghẹt các công ty. Tuy nhiên, điều khiến cử tri quan tâm và háo hức đón chờ hơn là tầm nhìn về cắt giảm chi tiêu chính phủ mà ông Musk dự định tiến hành. Khoảng 1.500 người tham dự sự kiện của tỷ phú Musk ở Harrisburg về cơ bản muốn biết liệu ông sẽ làm gì tại DOGE nếu ông chăm tái đắc cử. Họ cho rằng với kinh nghiệm của ông Musk trong việc vượt qua bộ máy quan liêu để phóng thành công tên lửa vào không gian và cắt giảm số lượng lớn nhân sự sau khi mua lại Twitter. Tỷ phú này là người phù hợp để đảm nhận vai trò ở DOGE. Ông ấy đã làm được một số việc ở Twitter, dù gây tranh cãi, như sa thải 80% nhân viên. Tôi hy vọng có thể thấy những điều đó trong chính phủ mới. Tôi muốn tìm hiểu về tầm nhìn của ông ấy, Brian Hunt, kỹ sư hạt nhân 38 tuổi, nói. Một số người khác cũng có chung mong đợi. Nó giống như việc bạn sẽ đi vào với một chiếc rìu và xóa bỏ gần một nửa vị trí không cần thiết trong chính phủ. Điều đó thật tuyệt, Luxner. Người tham dự 39 tuổi đến từ Carlisle, bang Pennsylvania, nói: "Ông Musk đã không nói cụ thể về cách sẽ cắt giảm chi phí, song ông gợi ý các viên chức có thể bị đánh giá dựa trên hiệu suất làm việc và có thể bị sa thải nếu lãng phí tiền bạc. Nếu mọi người nhận thức được họ sẽ bị sa thải nếu lãng phí tiền thuế của dân, tình hình sẽ lập tức được cải thiện", ông nói ngày 17 tháng 10. Tại sự kiện khác ngày 18 tháng 10, ông Musk nói thêm rằng ông muốn một số nhân viên chính phủ phải thôi việc trong hai năm. Điều này không phải là tàn nhẫn hay khiến mọi người không thể trang trải các khoản thế chấp. Chỉ là chúng ta có quá nhiều người trong chính phủ, ông nói. Bằng cách ủng hộ ông Trump và công khai bày tỏ lập trường về nhiều vấn đề chính sách, tỷ phú Musk đang từng bước dấn sâu hơn vào chính trị, theo giới quan sát. Tim Higgins, nhà phân tích của WSG, cho rằng dù ông Musk đang nỗ lực vận động ủng hộ ông Trump, ông cũng giống như một ứng cử viên khi tham gia các sự kiện với cử tri. Những động thái của tỷ phú Musk đang giúp ông thu hút nhiều người ủng hộ trung thành, đặc biệt là trong Đảng Cộng Hòa, nơi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông là 62%. Giới quan sát cho rằng khả năng tạo tiếng vang truyền thông và định hướng dư luận trên các nền tảng xã hội như ích của tỷ phú Musk cũng có thể mang lại giá trị cho chiến dịch của ông Trump. Hoạt động chính trị của tỷ phú Elon Musk đã tạo thêm mối quan hệ phức tạp giữa tiền bạc, quyền lực và tầm ảnh hưởng trong chính trị Mỹ. Sự ủng hộ nhiệt thành mà ông dành cho cựu Tổng thống Trump và nguồn tài trợ lớn đã đưa ông đi đầu về truyền thông chính trị đương đại, nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi, theo các nhà phân tích. Nếu ông Trump thua, tôi tiêu đời, ông Elon Musk nói về ván cược của bản thân trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khi trả lời phỏng vấn trên Fox News hôm 7 tháng 10. Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris và đối thủ Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump đang giáo diết chạy đua với những thông điệp trái ngược nhau nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri còn do dự tại các tiểu bang chiến trường. Mới đây, ông Donald Trump đã tổ chức một buổi vận động tranh cử tại Bắc Carolina. Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh vấn đề khủng hoảng biên giới và chỉ trích cách điều hành của chính quyền hiện tại. Ông bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về an ninh biên giới và lên án việc chính quyền cho phép nhập cư không kiểm soát. Theo các cuộc thăm dò, nhập cư bất hợp pháp đang là mối quan tâm hàng đầu của cử tri, và nhiều người tin rằng ông Trump là ứng cử viên có khả năng giải quyết vấn đề này tốt nhất. Ông Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lá phiếu cử tri trong việc quyết định tương lai của đất nước. Cuộc bầu cử này là sự lựa chọn giữa Cảm việc nước Mỹ sẽ có thêm 4 năm thất bại và thảm họa, hoặc chúng ta sẽ bắt đầu 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước. Với những gì họ đang làm ở biên giới, với đất nước chúng ta ở thời điểm hiện tại, đó chính là điều tồi tệ nhất. Họ đã mở cửa cho hàng triệu người, gồm cả những kẻ cực đoan. Điều đó không phải là một điều tốt đẹp đối với đất nước của chúng ta. Trong khi đó, bà Kamala Harris cũng đã tổ chức một buổi vận động tranh cử vào ngày 21 tháng 10 cùng với cựu nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, bà Liz Cheney. Bà Harris cố gắng thuyết phục các phụ nữ bảo thủ ở vùng ngoại ô tại ba tiểu bang chiến trường ở Trung Tây rằng ông Donald Trump là mối đe dọa đối với quyền phá thai, an ninh quốc gia và nền dân chủ. Chúng ta thấy rằng ông Donald Trump ngày càng bất ổn, nhưng bạn không cần phải tin tôi. Hãy lắng nghe những người hiểu ông ấy nhất, những người đã làm việc với ông ấy tại Nhà Trắng, tại phòng bầu dục, bao gồm cựu tránh văn phòng của ông, hai cựu bộ trưởng quốc phòng, cựu cố vấn an ninh quốc gia, và tất nhiên là cựu phó tổng thống của ông ấy. Hiện tại, các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, cả hai ứng cử viên vẫn đang bám đuổi xích sao trong cuộc đua. Theo các khảo sát gần đây của tờ The Washington Post, Tại 7 tiểu bang chiến trường, không ứng cử viên nào dẫn trước đối thủ ngoài biên độ sai số, ngay cả ở giai đoạn cuối của cuộc đua. Cụ thể, hai ứng cử viên hòa nhau ở Nevada, trong khi ông Trump dẫn đầu ở Arizona và Bắc Carolina, còn bà Harris dẫn đầu ở Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Theo các cuộc thăm dò tại các tiểu bang chiến trường, 37% cử tri đã đăng ký chắc chắn sẽ ủng hộ bà Harris và 37% sẽ ủng hộ ông Trump. Bên cạnh đó, 10% cử tri cho biết họ có thể sẽ ủng hộ một trong hai ứng cử viên, cho thấy khoảng 1 phần 5 số phiếu vẫn chưa được quyết định. Ngoài ra, một cuộc thăm dò của Emerson College cho thấy gần 1 phần 5 cử tri, khoảng 17%, đã xác định sẽ bỏ phiếu cho ai trong tháng qua. Những cử tri này có xu hướng chọn bà Harris, khoảng 60%, hơn ông Trump, khoảng 36%. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu toàn quốc của bà Harris đã giảm xuống thay vì tăng lên các cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng những vấn đề chính ảnh hưởng đến cử tri ở các bang chiến trường bao gồm kinh tế, nhập cư, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu.